Chào cả nhà nhé. Hôm nay là đầu xuân năm mới. Ý tưởng mình sẽ xây dựng một cái vườn hoa hồng rất là lớn ở khu vực này. Đấy. Dự định trồng sẽ khoảng hàng nghìn cây nhé. Hàng nghìn cây hoa hồng. Đấy. Mình thì mình thích hồng ta vì nó có hương. Còn đây là mình hồng cổ Sapa này cũng có rồi, thì các loại hồng. Thế nhưng mà đây mình thích, mình nuôi đây toàn hồng ta. Đấy, hồng ta thân chi, đấy, thân chi khủng chưa đấy. Toàn gốc chi khủng đó, đang nuôi tán. Hôm nay mình tiến hành đầu xuân năm mới, mình tiến hành cắt dâm. Hôm trước mình đã cắt dâm một loạt hồng điều, với hồng điều với cả hồng cổ Sapa mình dâm trong chậu cát. Thì hôm nay mình thay đổi cái cách dâm. Đây giới thiệu mọi người, đây là một cái chi chi hồng quê nhá. Đấy. Chi quê, quê thật luôn. Thấy không? Thấy không? Đấy, bây giờ mới đang nuôi. Còn đây là Sapa này. Đấy, Sapa lộc tưng bừng luôn. Đấy, đây hồng. Hồng quê, hồng nhung quê. Hồng quê rất là đẹp. À, người mọi người nhiều những người có tiền thì người ta mua hẳn cái cây được khoảng vài chục nghìn đến 100.000, nó đã to rồi, về người ta trồng nhanh. Nhưng mình hôm nay mình tiến hành mình sẽ cắt cành và mình dâm. Đây hôm trước là chậu này là dâm, đây là chậu dâm, dâm này là dâm cát hoàn toàn nha. Đấy, dâm bằng cát hoàn toàn. Thế hôm nay mình sẽ dâm theo cái kiểu mới là cát và pha đất. Đấy, đây là cành, những cành hồng nhung này. Cành hồng nhung này. Đó, mình vừa cắt xong. Nó thành bới nên mình cắt bỏ những cái cành la, cành ở dưới gốc đi để mình nuôi chi. Đây này, kiểu như chi này. Đây cho xem một thân chi. Thân này hôm trước mà cắt bỏ. Đấy. Chi đấy, thấy không? Lên đẹp chưa? Đấy. Sau khi cắt phát nó lại khỏe, nó lại bật mầm to các bạn. Thế mới hay. Cắt để ươm nó bật mầm to. Đó, nuôi xong nuôi tán hay tán chi nhá. Hôm nay mình sẽ tiến hành ươm trong cái chậu to này. Và đây là từ sáng này mình cắt rất nhiều loại hồng. Mình ngâm vào nước kích rễ nhá. Và thuốc kích rễ. Hôm trước thì mình chấm trực tiếp vào thuốc kích rễ, hôm nay mình pha nước. Pha nước xong mình ngâm. Ngâm xong là mình sẽ tiến hành đây. Mình sẽ trộn đất với cát, đây là đất. Nữa mình sẽ lấy cát nữa. Trộn đất với cát xong mình sẽ dâm. Dâm trong đất với cát. Thế đây. Đây là những cái cành hồng. Cành hồng đây, chủ này mình thì nếu mình cắt cho các bạn xem nhé. Các bạn xem video nếu thấy hay thì nhớ bấm vào đăng ký và comment ở dưới để ủng hộ mình nhá. Ấn đăng ký và chuông bên cạnh để ủng hộ kênh của mình. Thế còn ai có câu hỏi gì thì comment ở phía dưới hỏi mình sẽ giải đáp. Mình thì không phải chuyên là thợ đâu, nhưng mà mình học cách làm và mình có vườn và mình chủ động mình làm để mình chơi và thưởng thức hoa đẹp. Đây nhá, đây là những cái cành hồng nhung nhá. Mình cắt thì sẽ cắt dâm vào đây là ngâm nước kích rễ. Đấy, các bạn xem mình cắt này. Đây mình rất là nhiều mầm cho nên là mình cũng không cần phải lựa chọn những mầm ngắn làm gì, mình cứ cắt dài thoải mái mình dùng. Nhà có điều kiện hồng giống nhiều, cắt thoải mái luôn.
được một cái củ. Củ này có thể là cắt cắt sát cái củ này luôn. Đấy. Đấy là cái củ này nó sẽ ra rễ này. Chúng ta bật rễ rất là dễ. Không. Thôi đừng nói gì. Bác đang quay mà. Đấy, cái rễ nhá. Nhiều quá rồi. Cái giò nhỏ này cũng cứ cho vào. Biết đâu nó lên. Biết đâu nó lên. Em mình dâm vào cát lẫn đất này xong là xong một thời gian nó khi nó mọc rễ nó bật bục mà bần bung mầm thì mình sẽ chuyển ra bầu. Chuyển ra bầu hoặc chuyển ra luống. Tiếp tục ươm tiếp. Lúc nào mà cây nó thực sự khỏe thì bắt đầu mình cho ra vườn, cho ra trồng. Trồng lúc nào cây nó thật to bắt đầu mới cho vào chậu, chứ không cho vào chậu ngay. Cho vào chậu sớm nó không chăm được, với cả nó cũng không lên được. Cứ phải cho ra làm luống đất quang. Đó, được chưa? Đây là cái thân non đẹp nhưng mà thân này chắc là thì khó. Cái này nó còn non quá, cái này nó còn non, khó khả năng nó khó xấu. Đấy. Mình hay cắt là mình hay cắt lấy cái gì đúng chỗ cái củ, cái đốt của thân thì nó dễ ấy hơn, dễ bật dễ hơn. Vết cắt là phải dứt điểm, sắc bén. Đấy, bây giờ dầm. Xong bây giờ mình tiến hành là trộn đất với cát. Mình sang đây mình lấy cát. Đấy, lấy cát. Xong rồi đây. Khả năng này cảm giác này là tỷ lệ là hai cát một đất nhá, tỷ lệ hai cát một đất trộn đều. Dâm hồng thì có nhiều cách dâm, nhiều người ta làm dâm, người ta tức là cái giấy ăn ấy mà, giấy ăn xong là cho ướt lên, cho ướt giấy ăn, ẩm giấy ăn lên xong rồi quấn vào cái cành hồng ấy là nó cũng ra dễ, rất dễ thôi, không khó lắm. Tỷ lệ này là hợp lý. Đây cái chậu bao giờ nó cũng có cái lỗ ở dưới, cho nên là mình để mình chặn cái lỗ ở dưới thì mình cắt thêm một cái miếng cói. Miếng cói mình che nó ở dưới cho nó đấy. Đây là những du lịch không dùng đến cắt bỏ. Đây lên đây che để cho nó giữ nước nó không chảy, cát nó không trôi đi, nó sẽ giữ ẩm. Sau khi trộn thì ta phải nha xúc vào. Anh nhìn thấy hết đây nhá, vẫn đang quay đi chứ. Ừ.
khi các bạn dâm canh thì của các bạn cũng không cần phải tưới nước nhiều, làm sao để giữ độ ẩm cho nó được, nó có độ ẩm được. Đấy nhá, mình làm như này là đảm bảo là vẫn thoát nước, vẫn thoát nước và giữ được độ ẩm. Đi ra đi. Không hỏng phim ấy. Đấy. Đây nha. Cái này ngâm cũng tương đối lâu rồi. Nhá, ngâm tương đối lâu rồi. Mình bắt đầu tiến hành cắm dầm nhá. Để quay trực tiếp vào đây. Đó, xem nào. Đấy, đúng rồi, thế nó đẹp. Đấy, bây giờ mình bắt đầu tiến hành cắm dâm này. Đấy, lần lượt nhá. Cắm cũng không cần cắm sâu quá vì cái này nó đang đất nó đang sâu khoảng. Đấy. Đang sâu khoảng 10 phân. Cái này mình cắm khoảng 6 phân. Cắm 6 phân là được. 5 6 phân. Đấy nhá. Cái này là sau nó cứ khi nó ra rễ thì chúng ta bắt đầu rũ bỏ rỡ ra thế này là trồng lên rất đơn giản. Tại sao khi dâm cắm này mà bắt buộc ta phải dâm bằng cát? Bởi vì là các bạn biết là cái vết cát này. Cái vết cát này nhá. Mà nếu mà cắm xuống, cắm đất là nó sẽ trượt. Nó sẽ trượt, nó sẽ hỏng cái vết cát. Nhưng mà ta cắm xuống cát thì khác. Cát nó mềm nên cắm phát nó xuống luôn. Nó không bị hỏng cái vết cát. Sẽ dâm sẽ được. Này đây là mình chơi, mình làm vườn của mình làm vừa làm vừa chơi thôi nhá, chứ không phải là người trồng dân trồng hồng nhá. Nên là những người mà chuyên trồng hồng thì biết cách làm thì xem video của mình thì có thể đóng góp thêm cho mình những cái mà nó bổ ích hơn để mình tham khảo. Còn quan điểm của mình là mình cứ làm là sao nó sống, nó ra rễ nó sống và nó lên tốt là được. Thoải mái luôn. Một tháng sau mình sẽ quay lại cái clip cái chậu này để cho các bạn xem là nó lên đến đâu, phát triển làm sao. À, như thế này là mình lại vẫn lại có thể để đi là lấy thêm giống được. Đấy, cái thân này đẹp.
vẫn còn nhiều quá. Không, đẹp chưa? Đấy. Xong xuôi là mình tiến hành mình bê nó chuyển nó xuống cái chỗ râm mát mình để. Tiến hành để chỗ râm mát và sẽ thỉnh thoảng sẽ tí nước cho nó. Đấy nhá. Đây. Các bạn thấy chưa? Thì nếu mình sẽ tưới cho nó một ít nước để cho cái cát nó lắng xuống và nó bít vào, chặt vào những cái vết cắm vừa rồi, râm vừa rồi. Đấy. Sau một tháng nữa mình sẽ quay lại cái clip cái chậu cây giống này để các bạn xem là nó là lên được hay không lên được. Thì còn đây lần trước mình dâm này nó lên bật mầm này. Đó. Lần này này các bạn xem video nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhá. Mình xin cảm ơn, chào các bạn.